nhìn xa thì lấp lánh, nhìn gần thì bất ngờ. Đó là những chiếc điện thoại iPhone được rất nhiều người săn đón. Chúng được sắp xếp theo thứ tự, có thể là phủ kính, có thể song song, hoặc cũng có thể là đối xứng. Có lẽ chủ nhà cũng ngạc nhiên khi hàng rào nhà mình lại nổi tiếng, rồi được đón nhiều vị khách tham quan chụp ảnh. Cô đi bên đường, cô đi chợ, cái sao chị kêu, chị hỏi nói chứ thôi, trời ơi, nhà em có gắn iPhone lên tới kìa, lên tới mạng rồi luôn thôi, trời em đâu có biết đâu. Ý tưởng lấy giỏ điện thoại iPhone ốp lên tường làm hàng rào là từ người cháu của bà Nguyễn Thị Hồng Cúc đang làm nghề mua bán điện thoại di động ở thành phố Hồ Chí Minh. Đoạn tường rào dài khoảng 20m, cao 1m2, được xây gạch để ốp giỏ điện thoại iPhone. Những loại giỏ điện thoại iPhone được chủ nhân chọn để ốp vào tường gồm iPhone 5, 5C, 6, 6S, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus và một số ít giỏ iPad. Thấy nó cũng đẹp mà cô không có ngờ, mình xây vậy mình không có nghĩ mà người ta tới, cô không có nghĩ tới, à, nhà xây rồi cái sao người ta tới cũng nhiều người, cũng đông lắm. Với 2.000 giỏ iPhone, hàng rào này trị giá khoảng 250 triệu đồng, được hoàn thành trong khoảng 2 tháng. Đây là chiếc hàng rào được xem là độc nhất ở miền Tây. Với những người yêu thích điện thoại iPhone sẽ vô cùng thích thú, mãn nhãn với hàng rào đậm chất công nghệ này.